Thưa quý khán giả, hiện nay đồ chơi trẻ em nhập ngoại chiếm khoảng 90% thị trường và hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc. Gần đây thì các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện các loại đồ chơi này đa phần có chứa các chất độc hại đối với sức khỏe của con người. Và như trong chương trình Góc nhìn đa chiều vào ngày hôm qua thì chúng tôi có đề cập đến các loại đồ chơi được chạy bằng pin. Bên cạnh nguy cơ phát nổ khi đang sử dụng thì các loại pin đồ chơi không rõ nguồn gốc, không được kiểm định thì lại ẩn chứa một mối nguy lâu dài hơn đối với sức khỏe của trẻ. Và nguy hại đó là gì? Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Không chỉ nguy cơ pin phát nổ, nguy hiểm cho trẻ còn đến từ việc nhiễm độc gì khi chơi đồ chơi bằng pin. Đối với những loại pin kém chất lượng, vỏ ngoài bằng kẽm dễ bị mòn hoặc rò rỉ, trẻ em vốn hiếu động, chúng có thể ngậm, nuốt hoặc dây pin vào tay chân gây nhiễm độc gì. Nhiễm độc gì gây ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa, trường hợp nặng sẽ gây suy thận, viêm cơ tim. Nguy hiểm hơn, gì gây tổn thương não, khiến trẻ dễ bị co giật, hôn mê, nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, thời gian điều trị để loại chì ra khỏi thận là 7 năm và ra khỏi xương lên đến 32 năm. Pin đồ chơi của em bé thì không phải chỉ nhiễm độc chì không. Nó nhiễm độc nhiều kim loại lắm, nó có cả thủy ngân, rồi cadmium, rồi nickel, rất là nhiều kim loại nặng. Mà tất cả những loại đó thì là không có được xuất hiện trong cơ thể con người. Khi có là nó gây nhiễm độc. Thì tôi chỉ nói là đương nhiên những cái loại pin trong đồ chơi thì đương nhiên nằm yên trong hộp rồi. Nhưng mà khi mà người ta để lâu, người ta không có để ý trẻ em nó chơi á, mà nhất là nó chảy ra, khi pin nó cũ quá nó bị chảy ra, thì nhớ rằng là chì, thủy ngân nó hấp thu, phải chỉ nuốt vô bụng, phải trẻ cầm rồi nó dính, nó liếm là bị nó thấm trực tiếp qua da được. Những cái kim loại nặng nhất là chì và thủy ngân qua da được, hơi thở hít dẫn bị trẻ gầy ốm còi cọc cũng lớn được, bởi vì chì nó làm ức chế tủy xương, xương không phát triển, rồi không tạo máu được, rụng tóc, rồi ảnh hưởng nội tiết vô kinh, trẻ em gái thì chậm dậy thì em trai thì teo tinh hoàn, rồi nó ngừng nhiễm độc hệ tiêu hóa, đau bụng thường xuyên ngoài mà không biết lý do, rồi nó thải qua thận, nó lắng động lại trong thận, nó tạo nghẹt những cái ống thận mà lý tí ta bằng mắt thường này, nó làm hư hại cái thận một cách từ từ, rồi thấm vô hệ thần kinh trung ương, gây ra những cái triệu chứng liệt hay là mất trí, vân vân. Không chỉ thế, thông thường khi pin không còn giá trị sử dụng, người dân có thói quen vứt bừa bãi hoặc bỏ chung vào thùng rác gia đình như các loại rác thải khác. Các chất độc hóa học có trong pin sẽ đi vào môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, ô nhiễm đất và không khí. Lượng thủy ngân có trong một viên pin nhỏ cũng có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1 mét khối đất đến 50 năm. Khi con người hấp thụ qua đường ăn uống hoặc hít thở, các độc tố phát tán từ pin có thể gây hại não, thận, hệ thống sinh sản và tim mạch. Đồ chơi trẻ em như là một công cụ để cho các bậc cha mẹ giao tiếp cùng với trẻ, giúp trẻ phát triển về trí tuệ, kích thích trí tò mò, óc tưởng tượng và nuôi dưỡng năng lực sáng tạo. Với thị trường đồ chơi ngày càng đa dạng và bắt mắt, nhất là những loại đồ chơi điện tử, thì việc lựa chọn món đồ chơi phù hợp với trẻ ngày càng không phải là một điều dễ dàng. Và trước sự phong phú đa dạng của các loại đồ chơi điện tử hiện nay, đặc biệt là đồ chơi được sử dụng pin, thì nhiều chuyên gia cũng đưa ra những lời khuyên các bậc cha mẹ cần phải đặc biệt lưu tâm về vấn đề an toàn sức khỏe cho trẻ trước nguy cơ phát nổ, rò rỉ và nhiễm độc chì do sử dụng các loại pin kém chất lượng. Chúng tôi xin được tổng hợp một vài lưu ý sau đây. Để đảm bảo an toàn cho con trẻ, các bậc cha mẹ cần lưu ý nên chọn mua đồ chơi cũng như pin đồ chơi có nhãn mác, thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng, nơi bán uy tín, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thiết bị, cảnh báo nguy hiểm của pin, để pin xa các nơi có nguồn nhiệt cao, tránh va đập mạnh. Và nếu có dấu hiệu hư hỏng, tốt nhất là nên loại bỏ. Dùng băng keo dán kỹ vị trí lắp pin để trẻ khó lấy ra được. Nên chọn các loại vật dụng dùng pin tiểu lớn, tránh dùng pin cúc áo. Nếu có, cần để xa tầm tay trẻ. Với đồ chơi điện tử thì pin chính là điều kiện không thể thiếu để cho chúng hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh phát nổ và chứa chất độc hại do kém chất lượng, thì pin cũng chính là nguyên nhân gây ra nhiều tình trạng nguy hiểm nếu như trẻ ngậm hoặc là nuốt. Nguy hại là như vậy, thế nhưng nhiều bậc phụ huynh thì thường không để ý đến việc lựa chọn pin cho các loại đồ chơi điện tử. Trong khi trên thực tế, thì pin chính là một phần ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của những loại đồ chơi và cả sức khỏe của trẻ nhỏ. Do đó, khi chọn đồ chơi cho trẻ,
thì việc an toàn nên là một vấn đề được đặt lên hàng đầu, nhất là vào thời điểm cuối năm, là cơ hội để các đối tượng buôn lậu vận chuyển đồ chơi điện tử có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng từ nước ngoài qua biên giới về tiêu thụ trong nước hòng trục lợi. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.